chào quý vị khán giả của Súng Kết Nối. Hiện tại thì tôi đang có mặt tại văn phòng của CVN. Và điểm đặc biệt rất ấn tượng đối với tôi khi đến văn phòng này là chỉ có một người duy nhất đang làm việc, vừa là người phát triển ứng dụng, vừa là người quản lý luôn. Và đây là một dự án startup được khởi đầu từ năm 2017. Và ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng trò chuyện với anh Nguyễn Đăng Thiệp, nhà phát triển dự án CVN, để tìm hiểu thêm về ứng dụng này. Xin chào anh Thiệp. Chào bạn. Rất vui được chào đón anh đến với Súng Kết Nối. Xin anh cho biết là CVN sẽ kết nối giữa shipper và người có nhu cầu chuyển hàng như thế nào ạ? Và làm như thế nào để ứng dụng này có thể định vị được vị trí của người dùng? Khi người dùng có nhu cầu tìm shipper thì sẽ dùng ứng dụng CVN để gửi yêu cầu tìm shipper. Khi nhận được yêu cầu của người sử dụng, hệ thống CVN sẽ tự động tìm kiếm các shipper gần nhất và các shipper sẽ nhận đơn hàng và gọi điện cho người sử dụng. Khi nhận đơn hàng thì shipper sẽ có công cụ để hiển thị đường chỉ đường từ vị trí của shipper đến người sử dụng. Hiện tại thì có bao nhiêu shipper cũng như là bao nhiêu người bán hàng online đang sử dụng dịch vụ này ạ? Và theo anh thì điểm gì là điểm thu hút nhất của ứng dụng này đối với khách hàng? Từ ngày phát triển đến bây giờ, ứng dụng CVN đã thu hút được gần 50.000 người sử dụng. Cái tốc độ tìm kiếm shipper rất nhanh, chỉ trong vài giây là có thể tìm được shipper. Và cái giao diện sử dụng cũng rất đơn giản, có thể phù hợp với rất nhiều người dùng. Khi phát triển ứng dụng CVN thì là một dịch vụ rất hữu ích và có nhu cầu rất cao từ các shop muốn tìm shipper và những người sử dụng muốn đăng ký làm shipper để làm thêm. Vì vậy khi mà phát triển và cho ra thị trường thì ứng dụng CVN nhận được sự đón nhận rất nhiều của khách hàng. Cái khó khăn của bên mình đấy là làm startup, cho nên là bên mình triển khai thị trường trên các tỉnh thành ngoài thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh, bây giờ mình đang hỗ trợ thì triển khai trên các tỉnh thành khác thì vẫn chưa có cái điều kiện để triển khai hết được.